thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai coi ta vì mau rệt máu đau rệt đau. Căn nhà ta cũng thuê người, giờ đây đã có người thuê rồi. Người ta nhìn thật hạnh phúc, bọn mình bơ vơ, lại mình ngu ngơ. Em thì qua bận với những khoan lo, nhiều hôm ở công ty chế lương thì tôi ăn bánh mì. Bánh mì không không có thất vọng. Tay cầm đơn cầu mong anh có công, việc mời phụ em lúc khó khăn, nhưng ngày tháng rất căng. Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu, hay ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bắp mê bánh ngoài đường, hay ta thấy bình thường. Dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiêu có và mì khói nước sôi, thêm cay trứng cả hàng. Đến nay điều ước cũng đã thành thật, thành phố mỗi lúc càng chặt, ta mất nhau dễ gì gặp lại nhau. Rồi ren như trật tự giao thông đường phố, lạc nhau rồi thôi đừng cố. Đèn xanh đèn đỏ rồi tới vang, dừng hay là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang. Tiếng ráo thương thuộc của